chính tham gia trong phim: Trương Hàm Dư trong vai Tống Giang, Lý Tông Hàn trong vai Ngô Dục, Lữ Lương Vĩ trong vai Tiểu Cái, Nghiêm Khoan trong vai Yến Thanh, Trần Long trong vai Võ Tổng. Oh,
thầm vợ tuyệt vời nhất với anh thật sự chẳng có anh bằng. Hôm nay anh phải công tác xa, vợ hãy cứ yên tâm. Hãy subscribe.